Cảnh sát biển Việt Nam diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Là cuộc diễn tập về chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép, tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng tham mưu, đề xuất của cơ quan, đơn vị với người chỉ huy về các giải pháp chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép, tìm kiếm cứu nạn trên biển, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy tác chiến, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng về công tác hiệp đồng với các lực lượng chức năng trong khu vực, đồng thời răn đe, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, lấy đó làm cơ sở để xây dựng các phương án chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép, tìm kiếm cứu nạn đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Về yêu cầu trong diễn tập là chuẩn bị chu đáo, sát thực tiễn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tổ chức biên chế của đơn vị, hiệp đồng chặt chẽ xây dựng khung tập hợp lý, bảo đảm bí mật an toàn về người và phương tiện, vũ khí trang bị trong quá trình chuẩn bị và thực hành. Quá trình diễn tập phải duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra và chấp hành nghiêm quy định của diễn tập. Diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép, tìm kiếm cứu nạn trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, hiệp đồng các lực lượng và thực hành xử lý tình huống trên bản đồ. Giai đoạn 2, diễn tập thực hành chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Diễn tập chỉ huy tham mưu trên bản đồ. Giai đoạn này tập trung giải quyết các vấn đề huấn luyện của người chỉ huy, cơ quan Bộ Tư lệnh vùng, các nhóm tập và các đơn vị phối hợp, hiệp đồng về các bước trong xử lý tình huống trên bản đồ để từ đó ứng dụng và thực tiễn trên biển. Là giai đoạn hành động xử lý của Bộ Tư lệnh vùng sau khi nhận được mệnh lệnh của Tư lệnh Cảnh sát biển. Tổ chức hội ý, phân công nhiệm vụ cho các chỉ huy cấp vùng. Tư lệnh hội ý với chỉ huy vùng về công tác quân sự và ra nghị quyết lãnh đạo, quán triệt nhiệm vụ và chỉ thị những công việc làm ngay cho cơ quan đơn vị. Báo cáo lịch thời gian làm công tác chuẩn bị, các cơ quan đơn vị báo cáo và đề xuất, tư lệnh vùng cùng các cơ quan tham mưu xác định ý định tác chiến, họp đảng ủy mở rộng, phổ biến kế hoạch diễn tập, tổ chức hiệp đồng. Tư lệnh vùng nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và phê duyệt kế hoạch, tổ chức triển khai cơ động lực lượng theo kế hoạch, tiến hành xử lý tình huống trên bản đồ. Nội dung các bước tiến hành trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu gồm 7 bước. Bước 1, hạ quyết tâm. Bước 2, soạn thảo các văn kiện. Bước 3, giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Bước 4, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo. Bước 5, tổ chức đảm bảo. Bước 6, phê duyệt quyết tâm cho cấp dưới. Bước 7, kiểm tra báo cáo. Nội dung các bước trong hạ quyết tâm. 1. Quán triệt nhiệm vụ, tính toán thời gian, xác định những việc cần làm ngay, triển khai công tác cho cơ quan. 2. Nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình. 3. Dự kiến quyết tâm, xác định ý định chiến đấu, cách đánh, khu vực, mục tiêu, hướng tiến công, tổ chức hỏa lực, tổ chức sử dụng bố trí lực lượng. Xác định nội dung còn lại của quyết tâm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ các đơn vị, những vấn đề chính về hiệp đồng bảo đảm, tổ chức chỉ huy mốc thời gian. 4. Trinh sát thực địa hoàn chỉnh quyết tâm. 5. Báo cáo thông qua quyết tâm với đảng ủy. 6. Công bố quyết tâm. 7. Báo cáo quyết tâm với cấp trên.
thực tiễn trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu, KH-14 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Tổ chức theo phương án, xây dựng kế hoạch chiến đấu mới, đòi hỏi ban chỉ đạo phải ra mệnh lệnh phải khác nhiều đối với quyết tâm đã có. Các bước tiến hành không làm hết theo đúng thứ tự mà chỉ làm 3 bước. Hạ quyết tâm, tổ chức hiệp đồng phê duyệt quyết tâm cho cấp dưới với 3 vấn đề huấn luyện. Vấn đề huấn luyện 1. Xây dựng kế hoạch chống cướp biển, cướp có vũ trang, vận chuyển trái phép hàng hóa và tìm kiếm cứu nạn trên biển, gồm có xây dựng kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ, nghiên cứu đánh giá kết luận tình hình, xác định ý định tác chiến, báo cáo kế hoạch với đảng ủy. Vấn đề huấn luyện 2. Tổ chức hiệp đồng các lực lượng. Vấn đề huấn luyện 3. Thông qua kế hoạch cho các đơn vị thuộc quyền, gồm có thông qua kế hoạch cho cơ quan khung cấp 1, thông qua kế hoạch cho cơ quan khung cấp 2, kế hoạch KH-14. Trong thực hành tác chiến xử lý trên bản đồ, thông thường có từ 2 đến 3 tình huống huấn luyện, mỗi tình huống cụ thể xử lý khác nhau. Trong KH-14 lần này, thực hành 3 vấn đề huấn luyện trên bản đồ. Vấn đề huấn luyện 1. Tổ chức và chỉ huy lực lượng truy đuổi, vây bắt, khống chế tàu cướp biển có trang bị vũ khí trên biển. Vấn đề huấn luyện 2. Tổ chức và chỉ huy lực lượng vây bắt, khống chế tàu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển. Vấn đề huấn luyện 3. Tổ chức chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Diễn tập thực binh. Đây là giai đoạn kiểm tra, đánh giá kết quả nội dung huấn luyện thực hành chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển như công tác hiệp đồng, triển khai nhiệm vụ được phân công, động tác và mệnh lệnh, khẩu lệnh của người chỉ huy, hành động của các lực lượng và khả năng phối hợp trong diễn tập. Tổ chức đội hình lực lượng thực binh. Tốp chiến thuật. Biên đội tuần tra cao tốc gồm 2 tàu. Tàu Cảnh sát biển 2013-2014 giả định đang hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển, được bố trí mạn trái hoặc mạn phải tàu chỉ huy, cách 5 hải lý. Tàu Cảnh sát biển 4032 được bố trí ở mạn phải hoặc trái của tàu chỉ huy. Lực lượng này tượng trưng cho biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đang trực tại cảng khi có lệnh xuất phát thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển, cướp có vũ trang. Tàu Cảnh sát Biển 6006 đang làm nhiệm vụ trinh sát trên biển, tượng trưng cho nhiệm vụ trực sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng tạo giả tàu Cảnh sát biển 2012 giả định là tàu cướp có vũ trang cách tàu chỉ huy 6 hải lý, tượng trưng là tàu cướp có vũ trang sử dụng vũ khí nóng tấn công cướp hàng trên tàu buôn. Tàu Cảnh sát biển 9002 giả định tàu buôn nước ngoài cách tàu chỉ huy 3 hải lý, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước Việt Nam cho phép tạm nhập tái xuất hàng hóa, đã cấu kết móc nối với các đối tượng mua bán hàng hóa trái phép trong nước để vận chuyển bằng đường biển vào Việt Nam tiêu thụ. Bắt đầu diễn tập thực binh. Tình huống 1. Tại Sở Chỉ huy Vùng Cảnh sát Biển 2, nhận được điện của tổ trinh sát báo, tàu cướp biển bất ngờ chuyển hướng chạy thẳng về phía tàu buôn bán hàng hóa trái phép, khống chế tàu buôn, đẩy 6 ngư dân xuống biển, cướp của, đốt cháy các trang thiết bị, phá hỏng máy chính. Tàu mất khả năng cơ động, đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tăng cường lực lượng, tổ chức truy đuổi, vây bắt tàu cướp. Sau khi nhận được điện, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 nhận định đây là tàu cướp biển có vũ trang, rất manh động.
xác định quyết tâm sử dụng lực lượng, tăng cường phối thuộc, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng hải quân, phòng không không quân, bộ đội biên phòng kiên quyết truy đuổi, khống chế, vây bắt tàu cướp biển có vũ trang. Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 lại cho tổ chiến thuật 1 xuất phát đến khu vực biển nơi tàu cướp đang hoạt động, yêu cầu khẩn trương quyết tâm bắt được bọn cướp. Lệnh cho tổ chiến thuật 1 sử dụng tàu Cảnh sát biển 2013-2014 tăng tốc độ, nhanh chóng cơ động truy đuổi, khống chế, vây bắt bọn cướp. Lệnh cho tàu Cảnh sát biển 4032 phối hợp với tàu Cảnh sát biển 2013 khống chế, vây bắt, phát loa tuyên truyền kêu gọi bọn cướp đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của nhà nước. Yêu cầu mọi người bình tĩnh, yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của chúng tôi để công tác cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất. Tình huống đặt ra là bọn cướp không chịu đầu hàng lực lượng Cảnh sát biển. Lệnh cho tàu Cảnh sát biển 2013 và 4032 nổ súng bắn cảnh báo, đồng thời kiên trì tuyên truyền kêu gọi bọn cướp biển đầu hàng. Bọn cướp tỏ ra manh động hơn, cố thủ, liều lĩnh, sử dụng súng bộ binh tấn công lực lượng Cảnh sát biển. Lệnh cho biên đội tàu 4032 và tàu Cảnh sát biển 2013 nổ súng vào đài chỉ huy và khoang máy. Bị tấn công vào đài chỉ huy, một số trang bị bốc cháy làm cho chúng hoảng sợ. Một số tên nhảy xuống biển, số còn lại chấp nhận đầu hàng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Biên đội tàu Cảnh sát biển 2013 và tàu Cảnh sát biển 2014 phối hợp hiệp đồng với tàu Cảnh sát biển 9002 và tàu Cảnh sát biển 6006 đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Tình huống 2. Lúc này, tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận lệnh từ tổ trinh sát đi trên tàu 2006 báo cáo về, phát hiện một tàu vận tải đang thả trôi dạt tại khu vực biển miền Trung có dấu hiệu chuẩn bị xuống hàng. Xung quanh có nhiều tàu cá vỏ sắt cải dạng đang tiếp cận. Sau khi bàn bạc tại Sở Chỉ huy, tư lệnh xác nhận đây có thể là tàu buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép có yếu tố nước ngoài. Sau khi hạ quyết tâm sử dụng lực lượng, đồng thời tăng cường các biện pháp phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với lực lượng hải quân, phòng không không quân, bộ đội biên phòng, kiên quyết ngăn chặn đấu tranh, chấn áp bằng được tàu buôn lậu trái phép vũ trang và sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo đảm an toàn sinh mạng và tài sản cho bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên biển. Tổ chức kết hợp cứu người rơi xuống nước với lực lượng sử dụng súng phun nước, phun vòi rồng chống cháy cho tàu, đồng thời hiệp đồng với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu trên biển, sẵn sàng xử lý tình huống khi tàu bị tràn dầu. Hội nghị rút kinh nghiệm KH-14 vùng Cảnh sát biển 2. Trong diễn tập KH-14 lần này, Thủ trưởng Tư lệnh Cảnh sát biển đánh giá kết quả diễn tập, rút ra được bài học cơ bản và xây dựng cơ sở lý luận phục vụ cho nhiệm vụ chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Qua đó, nâng cao năng lực tác chiến và tổ chức chỉ huy trên biển, sự linh hoạt xử lý các tình huống, đánh giá toàn diện tính khoa học giữa các bước tiến hành trong diễn tập và làm cơ sở cho các đơn vị trong lực lượng học tập và tổ chức diễn tập thành công.